Xe khách giường nằm chở khoảng 30 người đã bốc cháy khi đang di chuyển trên đại lộ Thăng Long. Tất cả hành khách kịp tháo chạy, xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Chiều 26 tháng 6, sự việc xảy ra trên đại lộ Thăng Long đoạn gần khu vực cầu An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Khoảng 15 giờ, tài xế phát hiện khói bốc ra từ sau xe nên dừng lại và truy hô khoảng 30 hành khách đi rời. Hành lý dưới cốp lập tức được chuyển ra ngoài, rất may không có thiệt hại về người và tài sản của hành khách.